Và chúng ta quay trở lại với game đấu thứ 3, cuối đầu giữa Game TV và Game Thái Nguyên. Rõ ràng game đấu thứ 2 là game đấu tương đối thất vọng với Game TV. Một lợi thế tốt nhưng sau đó họ throw trận gấu đi cũng rất tốt và cuối cùng là một thất bại cũng rất tốt. Và đến ván 3 này thì hai ván vừa qua diễn ra đúng với tính chất là của một trận sớm mắt. Thì đến ván 3 này không biết rằng là Game TV cũng như là Game Thái Nguyên sẽ cho chúng ta thấy một trận đấu như thế nào. Thì phải nói rằng là đúng như những gì mà anh Tuấn Pèo đã nói thì với đội hình có chiều sâu hơn, tôi nghĩ là như vậy, thì Game Thái Nguyên họ đã giành chiến thắng trước Game TV vì những cái sai lầm của họ. Thì đến ván 3 này tốt nhất là Game TV không nên mắc lại những sai lầm như thế. Dù sao mặc dù đây là vòng thăng hạng nhưng cũng coi như đó là một cái buổi tập dượt cho vòng chung kết đấu trường danh vọng mùa đông sắp tới. Thực ra tôi nghĩ mục đích của hai đội tuyển này nó không chỉ dừng ở mức đó là vào vòng bảng đúng không? Thì đội hình mục đích của họ đó sẽ là phải là vô địch giải đấu cơ. Cho nên là một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho bạn cần phải kiểm điểm lại. Cấm và chọn rất nhanh đó là Zuka, Malok, Airi, Zil và Laurien, đó là Game Thái Nguyên. Game TV thì là Murat, rồi Ra, Violet, Nakrod và Uma. Đội hình này hơi mỏng á. Mỏng. Nhưng mà được cái là có Oma nên là cũng không sợ lắm những cái tình huống mà tấn công đến từ Zuka. Còn Zil thì lại là một câu chuyện khác. Westbrook anh ta, nếu mà nói về Zil thì đây là một trong những vị tướng sát thủ có lối chơi khá hoa mỹ mà tôi cũng rất thích. Về đặc biệt là cái khâu là bất thình lình xuất hiện, gây sát thương vào đối phương rồi dùng phong ba để thoát đi. Rồi, như vậy là thực ra tôi hơi lo lắng đội Game TV, tức là yếu quá. Chúng ta đã biết rằng khả năng băng vào gây hiệu ứng khống chế trên diện rộng đến từ Zuka và Airi nó khủng khiếp nhà nào đúng không? Rồi bạn thêm cả cái luyện ngục của Malok nữa, sau đó Zil anh ta liên tục sử dụng phong ba rồi phong độn cứ bay nhảy như vậy. Hơi khó cho Game TV. Trừ khi họ có một thế trận áp đảo ra đầu trận đấu cơ. Lúc đó là lúc mà Murat rồi Nakrod rồi Oma sẽ đi cùng nhau liên tục di chuyển vào rừng của đối phương để cướp. Qua đó khiến cho đối phương gọi là thọt toàn diện đi. Thì lúc đó Game TV mới thắng được. Áp đảo thì chắc chắn là điều mà Game TV cũng rất muốn. Vì phong cách chơi của họ thường xuyên theo chiều hướng là như vậy. Họ có được những cái lợi thế rất là tốt trong giai đoạn đầu trận đấu. Và để từ đó phát triển ra thêm một quả cầu tuyết nó lớn hơn. Lần này thì cả hai đội sẽ chạm mặt nhau. Rồi và có vẻ biết. Hình như là biết và đó là cú tấn công đến từ Game TV. Henry không cỏ đúng hơn đã sử dụng cái bất tử của mình. Henry thoát được ra ngoài. Chiến công đầu dành cho Murat của Ma Tông. Và chiến công thứ hai chưa thấy. Nhưng có lẽ Game TV hài lòng với chiến công này. Hài lòng là điều chắc chắn thôi. Dù sao thì hai một điểm hạng cục đối với họ điều rất quý rồi. 600 tiền được tạo ra. Và ESPROC chỉ còn khoảng một nửa cây máu mà thôi. Rồi. Có bùa thuật sĩ. Nhưng bùa đỏ của anh ta thì anh ta cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trong khi đó thì việc mà bé Tranh có được sự trợ giúp đến từ Oma trong tay PS Man thì anh ta sẽ hoàn thành dừng phần bùa của mình sớm hơn. Tốt. Nói chung là Mặt Tông cầm Murat là tôi hơi sợ. Để xem anh ta thể hiện như nào Murat. Nhưng ít ra anh ta có chính công đầu đúng không? Thử chính công đầu. Đều tốt. Rồi lớp C. Lớp C đi cái gì đã có mặt? À lớp C chơi trợ thủ à? Lớp C chơi trợ thủ và đang hoạt động khá nhiều, khá linh hoạt. Từ việc giúp cho ESPROC ăn rừng tới việc có mặt với Kinas. Bé Tranh được nhường hẳn bùa đỏ để anh ta có thể farm một cách dễ dàng. À đâu, anh ta đi rừng. Không, bé Tranh là bé Tranh đi đường. Đi đường. Nói chung là đội hình của Game TV đang hơi hỗn loạn. Có sự thay đổi ở đây. Thực ra tôi muốn bản táp hiện lên xem ông nào đi đường nào cơ. Nãy giờ không để ý. Tầm này Henry cầm Nakrod thì nãy giờ anh ta xuất hiện ở đường rừng khá nhiều. Tôi đoán anh ta đi rừng thôi, còn bé Tranh lại đi đường đơn. Đây là một trận đấu mà Game TV mang tính chất có thể là họ thử nghiệm vai trò. Hoặc đây chính xác ra là cái vai trò chủ lực. Tức là những cái wow. Vị trí chủ lực của từng thành viên trong đội. Tôi thấy bé Tranh đang tấn công rất mãnh liệt vào Steady và Steady đã lết được vào tới trụ rồi. Không có nguy hiểm gì, nhưng thực sự để đối đầu với Valet mà bạn cầm Malok là bạn quá tù đúng không? Gần như không có chiêu thức nào tiếp cận đối phương ngoại trừ cái luyện ngục. Nhưng luyện ngục dùng rồi thì bé Tranh có thể lựa chọn phương án đó là nhào lộn để lướt ra ngoài và quay trở lại để có thể mà dồn trở ngược sát thương của đối phương nữa. Con rồng được 4 thành viên của Game TV họ khởi động ăn. Bất và rồng. Con rồng đã dành cho cái bên phía của Game Thái Nguyên khi mà ESPROC anh ta có một pha xử lý rất xuất sắc với Zil. Và ngay tức thì đó là những tin vui liên tiếp báo về. Kinas đã có một điểm ở gục, tiếp tục đuổi theo Ma Tông.
Ma Tông là người lên bảng điểm số, điểm hòa gục dành cho Cỏ. Đúng là vẫn cần bé tranh đi rừng đúng không? Ít ra bé tranh còn đảm biểu đảm bảo rằng con rồng, tức là anh ta sẽ không trừng phạt xịt. Đó là pha tấn công của Cỏ, nhưng trưởng cũng trượt rồi. Bây giờ mất rồng thì sẽ mất luôn cả trụ. Bé tranh ở đường trên hy vọng là sẽ lấy được cái trụ này. Anh ta đang bị quấy bởi Stanley, anh ta đã phá hủy được trụ rồi. Nhưng anh ta có chạy được hay không đây hơi khó. Anh ta cố gắng lộn đi và thoát được. Thoát được thành công khi mà vị trí của Stanley, anh ta đã thấy được bóng dáng của hai thành viên khác bên phía Game TV đang tới. Trận này thì Stanley cũng chơi cái vai trò là đi đường đơn. Một cái vai trò mà tôi nghĩ rằng là anh ta khá thích hợp để chơi. À, bánh chảm dùng không được tốt đến từ Ma Tông, nó bị lệch đi khá nhiều hướng và gần như chỉ gây một chút sát thương lên một thành viên của đối phương mà thôi. Lẽ là tốt hơn anh ta có thể gây tối đa sát thương lên cả ba thành viên rồi. Một trận đấu mà Game TV sau cái chiến công đầu thì đến bây giờ họ đã bị dẫn trước bởi Viêm Thái Nguyên. Và Ma Tông thì đang gặp bế tắc trong việc là dẫn lính tiếp cận được cái trụ thứ nhất ở khu vực đường dưới của Game Thái Nguyên. Trong khi đó thì ở khu vực đường giữa Cỏ có một cái thế trận mà tôi cho rằng anh ta khá cân bằng với cả Xuân Bách. Henry lên khu vực đường trên có hai bùa với hết bùa xanh xong. Tầm này thì không còn trụ nữa, anh ta dẫn sẽ dễ dàng tấn công được vào Stanley hoặc thậm chí ra là hỏi thăm trước khi rút lui. Đây. À, như vậy là Henry đi rừng thật với một cái chừng trị. Rồi Murat của Ma Tông tôi nghĩ anh ta cũng phải cầm cho mình cái chừng trị cơ, nhưng đó là cái bộc phá và hai cái tốc biến đến từ Xuân Bách và bé Tranh. Bé Tranh lên cho mình những cái dây chuyền để hồi năng lượng bởi Valet rất tốn năng lượng trong khả năng lộn bắn dọn đầu trận đấu nếu như bạn không có bùa xanh, cho nên lên như này là hợp lý rồi. Tiếp theo có thể sẽ là Thương Xuyên Phá, lớp C bị hất tung lên, anh ta bốc hơi. Tiếp theo có thể sẽ là Kinas. Đó chỉ là pha đổi một bởi PSman cũng đã nằm trước đó trước sát thương của Esprok cũng như là Kinas. Esprok tầm này cảm giác anh ta năng lực quá, anh ta gặp ai là anh ta có thể hạ gục luôn. Bé Tranh mới có cấp 6 thôi, nhưng mà vừa rồi đi cùng anh ta có cả Sun Bách nữa nên Esprok anh ta quyết định là lui. Bé Tranh cũng đã có mặt ở đây rồi để có thể hỗ trợ những cái đồng đội của mình trong cái việc là chiếm khu vực rồng cách dễ hơn, cũng như là tay dài của Violet thì khá phù hợp cho việc là đẩy trụ. Thế nhưng ngay lập tức thì Stanley đã dùng đến cái luyện ngục để có thể ngăn được đợt đẩy này từ Game TV. Đây là con rồng thứ hai trận đấu. Lần này người khởi động rồng không phải là Game TV mà là Game Thái Nguyên. Thì Game TV có thể lấy được trụ một đường giữa. Họ nên làm điều đó, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng không có thể lấy, hơi đáng tiếc dành cho Game TV. Henry cướp bồ xanh, cướp thành công. Nhưng mà chỉ là cướp thành công thôi. Đổi lại thì bên phía của Game Thái Nguyên vẫn đang có cho mình con rồng. Đó mới là cái điều kiện tiên quyết. Họ vẫn đang nắm giữ được cái lợi thế nhất định, mặc dù là lượng tiền tranh nhau không bộc nhiều. Bộc phá cái gì đây? Tôi thấy Ma Tông vừa băng vào và có một cú bộc phá hơi khó hiểu thì phải. Bộc phá là phải là càng mất nhiều máu thì bộc phá mới đau chứ. Mà thậm chí rằng anh ta không có đối phương ở đây, anh ta cũng dùng bộc phá. Hình như là thế, tôi muốn hiện lại cái bảng. Nếu như bên Caramel nghe được thì cho tôi hiện lại cái bảng. Còn phía bên kia thì Xuân Bách đã bốc hơi rồi. Chúng ta sẽ biết được ngay thôi. Đây rồi. Đấy. Đúng rồi, anh ta vừa dùng bộc phá xong, chắc nhấn nhầm thôi. Ngáo rồi. Chắc nhấn nhầm thôi. Tầm này là chắc bị người yêu bỏ, bắt đầu ngáo dần rồi. Bé Tranh về vẫn chưa. Anh ta nên về nhà để có thể mà hồi phục lại lượng năng lượng trong tình huống này. Hoặc có thể là ăn thuật sĩ cũng được. Như vậy là Henry đã có được những nỗ lực nhất định và lấy được trụ một khu vực đường giữa đúng không? Tỷ số về trụ lúc này là 2-1 nghiêng về Game TV. Chung quy Game Thái Nguyên vẫn có lợi thế hơn. Một trận đấu mà Game TV cho chúng ta thấy được rằng là họ đang không hề muốn chơi đùa một tí nào. Rất nghiêm túc và Game Thái Nguyên cũng như vậy. Một trận đấu mà cả hai bên đều muốn phân thắng bại rõ ràng với nhau. Chúng ta cùng xem biểu đồ vàng thì lúc này Game Thái Nguyên vẫn đang dẫn trước một lượng tiền không phải là nhiều. Rơi vào khoảng 500-600 đồng gì đó. Rất đáng tiếc cho Game TV đúng không? Đã có thời điểm họ dẫn tiền rồi và nếu như ăn xong thành công con rồng đó thì họ mới là người chính thức vươn lên dẫn tiền. Chính xác rồi. Kinas tiến ra đây, có rất đông các thành viên của Game TV sẵn sàng tấn công vào Kinas. Trong khi đó đường trên, Henry cũng đang bị tấn công một cách tương tự. Lớp C và cả Stanley đang truy đuổi. Có cả luyện ngục ở đây nữa, Henry đã thoát được Esprok ở đây với Zeal. Nhưng anh ta sẽ không có đủ điều kiện để tấn công vào Henry. Trong khi đó từ ở khu vực đường dưới, Kinas vẫn chưa lên bảng điểm số. Mọi động thái đến từ cả hai đội chỉ nhằm mục đích rằng là muốn cho con rồng này an toàn hơn thôi. Và Esprok vừa mới có một pha combo rất chuẩn chỉ với Zeal. Anh ta hạ gục thành công được Ma Tông. Tôi không hiểu tại sao Ma Tông không lặn xuống hồ cát của mình hay là anh ta chia hồ chiều đấy ra. Chắc là anh ta chia hồ. Bởi nếu như mà lặn xuống hồ cát thì cái phong độ của Zeal sẽ bị khắc chế hoàn toàn đúng không? Đúng vậy. Hơi đáng tiếc cho Ma Tông. Có lẽ rằng anh ta chắc là bị áp lực gì đó rồi. Đã là con rồng thứ 3 dành cho Game Thái Nguyên. Tiền
1.000. 1.000 không nhiều. Vẫn trong tầm kiểm soát được đúng không? Nhưng mà là hai trụ với ba rồng ở thời điểm này thì game Thái Nguyên thực sự đang ở một thế rất khác so với game TV. Thực ra game TV cũng có ba trụ đúng không? Và những gì mà game Thái Nguyên hơn chỉ là hai con rồng, 1.000 tiền. Thì chứng tỏ cái lượng tiền chênh lệch, tức là game Thái Nguyên không biết cách tạo ra lượng tiền chênh lệch. Nó chỉ yếu đến từ hai con rồng thôi. Thế nhưng mà những đối thủ mà game TV cũng như là game Thái Nguyên sẽ gặp ở đấu trường mùa đông thì không phải chỉ dừng ở cái mức của họ, thậm chí còn nhìn hơn cơ. Đúng. Những đội tuyển còn lại chúng ta vẫn chưa biết được là ẩn số thôi sao gì. Điểm hạ cũng siêu việt dành cho Kinas và anh ta có được hai bùa đến từ bé Tranh. Trận này bé Tranh đánh có vẻ hơi cóng. Thực ra là anh ta không có được cái khả năng bảo kê đến từ những người đồng đội. Đồng ý. Những vị tướng mà GTV sở hữu không phải là những vị tướng bảo kê. Thậm chí là cả Oma. Oma tôi đánh giá là vị tướng phi thẳng vào giao tranh cản quét, mở đầu giao tranh hoặc là mở đầu những cú gánh của mình. Ôi thôi sao bị lừa rồi. PSman thoát ra được, đó luyện ngục và nó cũng không trúng vào Henry nữa. Murat của Ma Tông đang tiến ra khu vực đứng giữa. Không, anh ta muốn chơi luôn. Dùng chiêu cuối rồi và thoát lại quay trở về. Những ngay tức đã có Kinas và cả Luxy đợi sẵn. Họ nắm được cái quy luật di chuyển của Ma Tông và bắt anh chàng này một cách rất dễ dàng. Nát rồi, tôi nghĩ rằng Game TV dần dần nát. Không phải là vì họ, tôi nghĩ là khả năng di chuyển Game TV vẫn hay. Bằng chứng là thua thiệt từng đấy nhưng họ vẫn không bị đè nén đúng không? Cách quan trọng đó là chất tướng, sự lựa chọn của họ không phải là quá hay. Thậm chí rằng bé Tranh không có người bảo kê đến Irie hay là Zil mà nhìn thấy khoảng trống bay vào thôi là ngay lập tức bé Tranh sẽ phải nằm. Trước kể ra là có một vài pha mà tôi cảm giác như là Ma Tông anh ta đang người ta gọi là sau điểm rơi phong độ là đến một nốt trầm. Rồi, con bùa đỏ nó đã thuộc về Henry, anh ta cố gắng chạy và dùng hết chiêu thức để có thể chạy được. Tấn công vào ESPROC, đó là cú choáng rất tốt. ESPROC dùng phong độ để lướt đi và bị làm choáng lần nữa. Sát thương cuối cùng thuộc về bé Tranh. Anh ta không thể nào thoát nổi lượng sát thương đến từ GTV và GTV tiếp tục tấn công vào vị trí của cỏ đã dùng cho mình bất tử rồi. Và cỏ khó thoát trong tình huống này. Khó. Điểm hạ gục dành cho Sun Bách. Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới, một mình Ma Tông bị cả lớp C lẫn vị trí của Stanley truy đuổi và anh ta lên bàn điểm số rất nhanh chóng, còn chưa dùng chiêu cuối kìa. Như vậy là cái câu trả lời về Ma Tông đã được giải quyết. Anh ta chỉ hay trước những đối thủ yếu hơn mình rất nhiều đúng không? Còn những đối thủ trình độ chênh lệch không quá nhiều thì Ma Tông đã đổ lộ rõ ra những cái điểm yếu, hoặc không cũng tạo được nhiều sự đột biến. Hoặc cũng có một phương án khác là phong độ theo dạng là phập phù. Hoặc một phương án nữa đó là vừa chia tay người yêu. Thôi bình tĩnh. Tôi thấy rằng là người yêu của Ma Tông vẫn đang cổ vũ một cách rất nhiệt tình rồi. Thế là chỉ bằng mặt không bằng lòng thôi. Lớp C thoát được với trầm trọng lực. Nhưng Henry đang có mặt ở đây. Không chạy được. Nào, vẫn đang cố gắng. Nào, không được rồi, quá khó. Nếu như vừa rồi mà hiệu ứng làm chậm bị giảm đi một chút xíu thì tôi tin chắc rằng là có thể anh ta đã chết được rồi. Lần này thì tiếp tục game Thái Nguyên có thêm một con rồng nữa. Gia tăng chênh lệch về lượng tiền lên con số khoảng gần 1.000 tiền. Game TV họ đang làm được những điều rất kinh ngạc. Mặc dù họ bị dẫn trước về mặt lợi thế, về mặt tỷ số hạ gục, nhưng nó không bị sa đà. Đúng vậy. Nó chưa phải là quả cầu tuyết, tức là quả cầu tuyết nó vẫn chỉ là quả cầu tuyết thôi. Nó không thể nào lăn to ra được, nó vẫn chỉ là một đường kính như vậy trong suốt cả trận đấu. Và thậm chí rằng có cơ hội để lật ngược thế cờ với pha ám sát hạ gục được ESPROC. Tiếp theo có khả năng sẽ là Stanley. Cỏ muốn tấn công nhưng bị khép góc bởi Xuân Bách. Xuân Bách tốc biến dồn sát thương combo các kiểu con đà điểu. Và đã có điểm siêu việt dành cho Xuân Bách. Anh ta bị tấn công bởi lớp C nhưng anh ta vẫn thoát ra được. Và lớp C mới là người phải nằm. Kinas muốn lui với cái Long Vũ, chính xác hơn là Kiếm Vũ, và anh ta đã lùi được. Nhưng cái trụ này sẽ thuộc về Game TV. Một cú đấm chân không của Sun Bách và khiến cho Kinas mất đi hơn một nửa cây máu. Game TV vẫn đang có cơ hội để end game. Wow, họ vẫn có thể cho chúng ta thấy được rằng là kể cả bị dẫn trước bao nhiêu trong nữa, họ vẫn tìm ra cách để có thể kết thúc trận đấu này. Một bài nữa của Game TV đã lộ. Cảm giác như Game TV đánh này giống cái cách mà Sài Gòn Phantom đánh tại TOG. Chính xác. Tức là đánh nó cứ đều cả trận đấu, xong đùng một phát tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân luôn, tất cả tràn vào nhà của đối phương, hủy diệt tức thành viên của đối phương, kết thúc trận đấu cách nhanh chóng mà không ai thể nghĩ tới đó là tình huống kết thúc trận đấu. Thực ra là game Thái Nguyên mặc dù họ có được cho mình những cái lợi thế nhất định, nhưng Game TV họ triển, tôi cảm giác như là cái lối chiến thuật triển khai của Game TV về mặt di chuyển và bắt người cũng như là phòng thủ nó quá tốt, khiến cho game Thái Nguyên không thể phát triển hơn được. Thực ra game Thái Nguyên tôi nghĩ họ chủ quan. Đúng, cũng là một bước di chuyển tốt của Game TV. Tôi đánh giá cao bước di chuyển Game TV khiến cho lượng tiền chênh lệch 1.000 ở phút thứ 10. Ví dụ một phút thứ 10, phút thứ 20 vẫn là chênh lệch 1.000 tiền. Đấy, tức là về lượng tiền kiếm ra trong cái khoảng thời gian đó gần như của cả hai đội là như nhau. Và
Một lần nữa thì Game TV vẫn chứng tỏ được mình là một ứng cử viên hàng đầu. Đúng vậy, ứng cử viên hàng đầu cho cái chức gọi là cho cái suất chơi bán kết của đấu trường Danh Vọng Mùa Đông thôi. Và cũng là ứng viên đứng đầu bảng A vòng thăng hạng. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu cuối cùng của vòng thăng hạng ngày hôm nay, khu vực bảng A, diễn ra giữa team Oppa và team DK. Và DK.